Bây giờ thì ăn nha cả nhà. Cái này mà có đậu phộng á mới ngon. Có đậu phộng mới nhức nách. Hello, xin chào cả nhà yêu. Hôm nay TT và Lóc hôm nay sẽ làm một cái món ăn tại nhà, đó chính là chuối xào dừa. Thì cả nhà yêu cũng đã biết rồi, thì nói chung ra thì Thi làm theo cái cách của Thi làm ăn mỗi ngày á. Thì nó như vậy nè, thì đối với Thi á, Thi sẽ lấy chuối mà hờm hờm hơi chuẩn bị chín á, thì mình sẽ luộc. Tại vì cái công đoạn luộc thì Thi không có quay vì biết sao không, tại nó lâu. Cho nên Thi luộc chín rồi. Thì Thi sẽ để ra cho nó khô như thế này, Thi lột vỏ ra hết. Kế tiếp và mè, nếu mà có đậu phộng càng tốt nha cả nhà nha, có đậu phộng với mè luôn càng tốt. Kế tiếp Thi nấu bằng đường thốt nốt cho nó thơm, hoặc là đường cát trắng thay thế cũng được. Nước cốt dừa và bột bán nha cả nhà, kèm với một ấy vani, vani cho nó thơm nha. Đặc biệt là có lá dứa càng tốt. Thì mình luộc chuối ra xong hết, cái mình chắc ra như thế này. Đây, đây là cái cách Thi làm theo cái cách Thi ăn nha. Còn cả nhà yêu làm cách nào thì Thi cũng không biết. Đây thì Thi làm theo cái cách dễ dàng để mình ăn thôi. Thì Thi thích ăn cái chuối này. Nó có nhiều loại chuối lắm, có chuối kèn dừa, chuối xào dừa, rồi chuối chân, chuối hấp này nọ. Nhưng mà đối với Thi thì Thi thích ăn cái chuối này nó dễ, vì Thi thích ăn sực 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 á, nó ngon đó, nó không có mềm quá. Còn nếu mà nấu chuối dừa thì nó hơi mềm, tại vì chuối phải chín đó. Đây thì Thi sẽ cắt miếng miếng như thế này nha. Thì ngày xưa mẹ Thi cũng bán chuối này nè ở bên Campuchia á, cho nên là Thi mới biết á mọi người. Giờ Thi làm lại thử có được hay không nha. Để lâu rồi Thi cũng không có làm bán, cho nên là bây giờ Thi làm ăn thôi nha, cả nhà thông cảm nha. Nếu mà Thi không có đeo bao tay, mọi người thông cảm bỏ qua giùm Thi nha. Để hồi mất công mọi người nói làm bán mà không đeo bao tay nhìn Thi gớm quá. Đây, hồi xưa mẹ Thi á bán chuối này nè, bà cực lắm. Bà luộc xong bắt đầu cái Thi ngồi Thi kiếp cắt với mẹ Thi. Nhưng mà cắt đẹp lắm nha, cái dao phải bén nha cả nhà, cái dao này hơi lục nè, cho nên gọt nó hơi bị đứt tùm lum hết trơn. Tại gọt đều tay lắm. Người ta sắc ra miếng mỏng đều tay lắm. Mẹ Thi ngày xưa bán một ngày mấy chục kg chuối vậy nữa. Cho nên khi mà Thi gọt chuối này Thi nhớ lúc đó Thi gánh qua Thái với mẹ Thi á, gánh theo những cái chợ Thái bán cho những cái người Thái bán theo sạp đồ á, bán từng chén á, không phải là bán món chuối này không, bán chuối kia xào dừa với lại bánh ít giòn. Việt Nam người ta kêu bằng bánh ít trần á, bắt bằng bột năng á cả nhà. Nhưng mà nó nóng như lắm, Thi bắt hơi khó tí xíu, nó hơi nóng lắm. Nhưng mà Thi nhớ là cái cảnh mà Thi gọt chuối này, Thi nhớ là cái kỷ niệm mẹ Thi ngày xưa ghê thiệt. Nhưng mà Thi không làm, bây giờ Thi có làm được không được chuẩn 100% giống như mẹ Thi thì Thi cũng còn được 70% đó. Nhưng mà nói chung ra cái gì cũng vậy, mình phải nhớ về cái quá khứ của mình và khi lúc đó mẹ mình làm gì để nuôi mình cho đến ngày hôm nay. Thì Thi nghĩ rằng những cái sự tích cực này nè mà mình nhớ lại thì mình rất là thương mẹ mình rất là nhiều. Thì lúc xưa Thi bán cũng rẻ lắm, một chén chỉ có 500 tiền ria Campuchia, với lại đi qua bên Thái bán á, qua bên Thái bán thì bán được 10 bát một chén, 10 bát, 10 bát tiền Thái chỉ có là 7.000, 10 bát là 7.000 tiền Việt. Ngày xưa á nha cả nhà, năm 2002 á, lúc đó bán á, bên Thái á, đi gánh bưng bán á. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tỉnh quê. Bao năm qua cách trở đường xa xôi ngược bốn ba, ôi kỷ niệm yêu mãi chanh nghèo tỏa khói lam chiều. Từ lúc chào đời chẳng quen đất nẻ sớm chưa chiều hè, ôi đẹp làm sao đêm sang trăng cao gõ nhịp chạy mau. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba, thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân ngang câu hò. Hò ơi gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn công, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Cảm ơn cả nhà nha. Nếu cả nhà thấy hay nhớ cả nhà nhớ đăng ký kênh TT Vlog nha, subscribe kênh giùm Thi nha. Mọi người thấy làm thấy cực không? Mình làm mình ăn mình thấy cực, đây nghĩ chi mà lúc mà làm bán bán mà nhiều cỡ nào, đâu phải bán, đâu phải bán một thao gì đâu cả nhà. Bán cái thao bự bự vậy nè. Ngày xưa mẹ Thi với Thi đi bán bên Thái với Campuchia nha, bán lần thao bự bự vậy nè.
để vô hai bên gánh. Còn ở bên Campuchia bán mũ gòn, bán mũ chôm, bán chè đậu xanh, bánh lọt dai. Mẹ thì đổ bánh lọt dai bằng cái muỗng dùa quý vị, đổ hay lắm. Thì nói thiệt, nhưng mà Thi không làm được tại vì lúc xưa Thi còn nhỏ quá. Nhưng mà Thi biết làm hột lựu nha, cắt hột lựu là Thi biết đổ hột lựu. Đổ hột lựu bằng bằng cho, lấy cho mình lót với cái mâm á, ngày xưa đổ với cái mâm không à. Lót với cái mâm xong có lấy miếng vải spray đậy lên rồi quậy bột năng đổ tha màu lên sắc hột lựu. Ngày xưa Thi ngày nào Thi cũng đổ hột lựu hết trơn. Bởi vì Thi làm những cái món chè là Thi nhớ tới mẹ Thi. Khi mà Thi làm ít ít gì nè, ăn gì nè mình còn thấy cực. Còn nghĩ chi mà gặp mấy người mà bưng bánh bưng bê bán gánh ở ngoài đường, mình thấy cực cỡ nào nữa. Lúc đó mình còn thấy tội nghiệp hơn nữa đó cả nhà. Bởi vì cả nhà phải nên yêu thương những người mua bán, những người mà mưu sinh với cuộc sống á, cả nhà nên yêu thương nha cả nhà nha. Chứ nhiều khi thì thấy ở Việt Nam này á, nhiều người bán ở ngoài đường á, thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình không biết cách nào để mình hỗ trợ người ta. Thì xin chúc cho tất cả anh chị em bán ở ngoài đường mà giống như là bán chè, bán này bán nọ giống như Thi vậy nè, Thi thấy cực á. Thì mọi người cứ gắng cố gắng đi thì sẽ vượt qua. Thì ngày xưa Thi cũng bán chè, bán bưng bê giống như mọi người vậy đó. Tới ngày hôm nay thì Thi có, tới ngày hôm nay thì Thi cũng chia sẻ lại cuộc sống của Thi thôi cho mọi người thôi, chứ không có cái gì hết nha cả nhà yêu. Cảm ơn cả nhà yêu. Thi sẽ nấu bột bán nha cả nhà. Mình nấu như thế này nè. Ví dụ mình có cái bột bột bán với bột mà đủ màu á, bột phai á, bột phai nữa là ok. Nhưng mà nói chung ra là mình để bột bán thôi, khỏi để bột phai. Đó, thì mình nấu chừng nào nó nở bột bán này xong cái mình để nước dừa với để đường vô là ok nha cả nhà. Thì cả nhà đợi Thi tí xíu trong giây lát nha. Đợi Thi tí xíu nha. Cả nhà có cần Thi nhảy không? Thi nhảy, Thi mở nhạc Thi nhảy không mọi người không? Sro lành ôn panna panna, sro lành panna vi cha mo pro lưng. Mình mơ prayat on khăng, prayat on khăng, ai bong đằng chất mà đòn. Đây là tiếng Campuchia nha cả nhà. Tiếng Việt nè. Bằng lòng đi anh về với quê Thi, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương, thuyền ai xa sông nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em anh đó qua cầu, mùa mưa cầu che dấu khó đưa dấu. Anh về nhà theo em đi nha, bằng lòng theo em đi về, em nấu chứa càng dừa cho anh ăn mỗi ngày. Chè đậu, chè phai hay đồ ăn gì đó em nấu cho anh ăn nha. Có ai bằng lòng theo em không? Có anh nào bằng lòng theo em thì nhớ comment lên nha. Em cho số điện thoại nè, Zalo em nói thiệt. Nhưng mà số điện thoại của em chỉ có chơi Zalo thôi, 0706 768 158. Có liên hệ về giống như là đặt mỹ phẩm hay mua gỏi hay là bất cứ những cái gì mà liên quan hỏi riêng tư này nọ đó, cứ nhắn tin qua cho em nha. Em đợi mấy anh hết đây. Rồi bây giờ em nấu nha. Em nấu cho nó chín nè. Cái bột bán này á là khi nào mình nấu mà nó hơi trong á nha là nó mới chín nha cả nhà. Nhớ quậy 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 lên như vậy nè. Khi mà mình quậy như vậy á thì nó sẽ không bị dính quấn cục nha cả nhà, nên lưu ý. Đây nha cả nhà, bây giờ là cái bột bán của mình nấu là nó sẽ trong như thế này nè. Nó trong nha. Nó trong là nó sẽ chín rồi thì mình sẽ để đường vô. Thì cả nhà nấu đường cát trắng cũng được, nấu đường thốt nốt cũng được. Thi thích nấu đường thốt nốt nó mới thơm. Đó. Quậy đường vô. Đường thốt nốt, cái này là mình nấu ăn nha. Còn nếu mà nấu bán thì phải để đường cát trắng thì cái màu nó sẽ trắng nó đẹp hơn. Đó, còn này thì nấu ăn thì để đường thốt nốt đi cho nó ngọt, nó thơm. Vì không có lá dứa, tại mùa dịch này không có gì hết trơn, mình phải nấu thay thế nha cả nhà. Thì tùy mọi người thôi, mọi người có thể nấu đường cát trắng cũng được, đường thốt nốt cũng được, tùy theo. Mình quậy cho nó tan cái đường này ra hết. Mình thêm miếng muối nha cả nhà, nên mình dặn miếng muối cho nó mới ngọt được lâu. Thì mình quậy ra cho nó đều vậy nè, đó, nó tan ra rồi, mình thử nếm thử, mình nếm nha. Độ ngọt này được rồi, mà nó thơm lắm. Nếu để đường thốt nốt, mình có vani để vô miếng vani cũng được đó nha, hũ vani nè. Cho nó thơm đi. Mà để đường thốt nốt vô nó thơm như lắm cả nhà. Nó thơm mà nó ngọt, nó không có gọt gắt giống như đường cát trắng. Bởi vì thì nó làm ăn thì để đường thốt nốt, còn nếu làm bán thì để đường cát trắng. Vì đường thốt nốt để vô cái màu nó không có hợp với cái màu chuối càng dừa, đúng không? Cho nên người ta phải để như vậy. Thì bây giờ thì sẽ nấu tan ra như vậy, thì chế nước dừa vô nha. Tan đường rồi mình sẽ chế nước dừa vô. Mình đổ cho nó béo luôn đi, mình khỏi chan nước dừa, tại vì nước dừa này nước dừa lon á. Còn nếu mà mình có nước dừa tươi, nước dừa mà cốt tươi á,
thì mình để riêng ra cái cốt đó để mình chan lên riêng nha, mình khỏi cần quậy nước dừa như vậy nha cả nhà. Tại vì cái này nước dừa lon mình phải nấu lên như vậy nè thì nó mới thơm. Rồi nha cả nhà, bây giờ Thi sẽ đổ vô cái chuối càng dừa của Thi. Thật ra mình muốn đặt mình để bột năng nha, mà Thi không có để bột năng vì Thi để ăn ơn nè. Cái mình gứa mè lên, mè phải gan nha cả nhà nha, thì nó sẽ thấm đều với những cái nái chuối của mình nè. Đó, mà khi người ta bán á thì người ta không không có kiểu như là người ta quậy lên giống gì, người ta chắc bằng cái bông để người ta dễ gấp dễ móc nha. Chén 10.000 nha, bán rẻ thôi. Đây bây giờ thì ăn nha cả nhà, cái này mà có đậu phộng á mới ngon, có đậu phộng mới nhức nách. Này hơi thì nấu hơi vừa ăn thôi nha, chứ không có ngọt gắt. Đó, thì ăn ngọt vừa thôi. Này mà có đậu phộng là nhức nách nha cả nhà, đậu phộng nữa mới nhức. Cái mùa dịch đó thì đồ ăn nó cũng hơi hiếm, mình kiếm chè ăn ngoài đường cũng không ai bán. Thì nếu mà rảnh rỗi cả nhà mua nải chuối về với nấu như vậy nè, nó rất là dễ và rất là rẻ nữa, không có mắc tiền đâu, có mấy chục ngàn à, là mình ăn được cả chục người luôn á. Thì cho nên mùa dịch này cả nhà cứ làm thử theo Thi ăn nha. Còn nếu mà cả nhà yêu mà không có biết chế biến như cách nào đó thì theo cách mọi người cứ làm theo mọi người hoặc là làm theo của Thi cũng được đó, tùy theo mọi người. Bây giờ Thi cũng xin chúc tất cả anh chị em một mùa dịch giữ gìn sức khỏe đó, tự lo cho bản thân mình, quan trọng nhất là cái sự đừng có hoang mang và nên ăn uống nhiều vô để cho có chất đề kháng để chống được mùa Covid này. Thì Thi mong rằng Covid sẽ vượt qua, mình sẽ cố gắng vượt qua những cái sự khó khăn mùa Covid. Ai cũng giống như nhau hết, ai cũng có sự buồn lo, thì cho nên là Thi cũng có sự buồn lo, nhưng mà Thi chỉ biết là quay clip nho nhỏ để cho mọi người xem được cái clip ngắn và mọi người có thể là xem Thi cũng đỡ buồn qua mùa dịch. Thì Thi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều nha. Nhớ đăng ký kênh Thi Thi Vlog. Cảm ơn rất là nhiều.